bơi là hoạt động thể chất được rất nhiều các em nhỏ yêu thích vì không chỉ giúp phát triển thể chất và tinh thần thế nhưng nếu không được hướng dẫn chỉ dạy đúng cách thì rất dễ xảy ra các trường hợp đuối nước giống như vụ việc xảy ra mới đây ở trường phổ thông quốc tế việt nam ở phường dương nội hà đông hà nội một em học sinh lớp 9 đã bị đuối nước tại bể bơi của trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sự việc một nam sinh lớp 9 tử vong do đuối nước mà nguyên nhân có một phần là sự tác trách của giáo viên đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đặc biệt, sự việc xảy ra tại một ngôi trường quốc tế có mức học phí cao hơn so với các trường khác. Đáng lẽ mọi thứ cần phải được chỉnh chu và đặc biệt đối với giáo viên thì cần có những kỹ năng cũng như thái độ làm việc phải tốt hơn. Trước đó vào chiều 22 tháng 8, lớp 9A1 trường phổ thông quốc tế Việt Nam có tiết học bơi từ 13 giờ 20 đến 14 giờ do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, giáo viên Trần Lâm Thắng tập trung 27 học sinh lớp 9A1 tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết học. Sau khi cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, giáo viên Trần Lâm Thắng chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường. Nhóm còn lại gồm 11 học sinh, trong đó có học sinh PHA được giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên này không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các học sinh tự do xuống bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên không quản lý, giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động sau đó, giáo viên Thắng đã không phát hiện học sinh PHA xuống bể bơi, nhưng không bơi mà chỉ đi đến đoạn qua dây phao ngân cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa. Học sinh này vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm. Sau khi học sinh bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ, sử dụng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này vẫn chưa ai phát hiện học sinh PHA bị chìm. Đến 14 giờ 06 phút, nhân viên vệ sinh của bể bơi là anh Hà Văn Xuân đi dọn vệ sinh bể bơi thì bà Hoàng phát hiện học sinh PHA nằm bất động dưới đáy bể tại khu vực có mực nước sâu 1,55m nên cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu vào bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu. Tuy nhiên do phát hiện sự việc quá muộn, em PHA đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc trên đã khiến không ít các bậc phụ huynh tỏ ra bức xúc về hành động của giáo viên Thắng. Bởi lẽ bơi là một bộ môn tuy rất tốt nhưng cũng ẩn chứa không ít nguy cơ liên quan đến đuối nước. Chưa kể khi cho các em xuống bơi, giáo viên không hề dạy các em khởi động. Việc này còn có thể dẫn đến tình trạng chua rút, cũng là một nguyên nhân gây đuối nước phổ biến. Ngày 23 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra xử lý sự việc theo quy định của pháp luật chỉ vì sự tắc trách của bản thân mà dẫn đến việc gián tiếp một học sinh bị thiệt mạng còn mình thì bị vướng vòng lao lý rất mong các trường học sau vụ việc này cần có công tác kiểm tra kỹ năng cũng như thái độ làm việc của các giáo viên phụ trách các bộ môn thể thao như bơi nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra